Hello, xin chào các bạn. Trong phần tin hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết về cái trận bóng đá giữa Chelsea và Swansea. Quota gỡ hòa với siêu phẩm KT. Này, theo nguồn tin của báo 24h.com.vn Chủ nhật ngày 11 tháng 9 năm 2016 21h45 PG. Swansea Chelsea vòng 4 ngoại hạng Anh, Costa tung móc để mắt giúp Chelsea cân bằng 2-2. Barca lết kỳ tích của Tihon. Hiệp 1 bắt đầu, Swansea giao bóng, hai đội nhập cuộc. Chậm rãi, bóng chủ yếu là ở khu vực giữa sân. Sút xa không vào, William tung cú đá căng từ trước vòng 16m50 của Swansea khiến thủ thành Fabianski phải rất tập trung đẩy bóng đi hết biên ngang ở tình huống hưởng phạt góc sau đó. Chelsea không gây khó khăn gì cho hành thủ ở đội nhà. Không chiến, Chelsea hưởng quả đá phạt cách khung thành Swansea chừng 35m hơi trích sắp phải. William câu bóng vào vòng cấm địa. Ivanovic bật cao đánh đầu không thật tốt, bóng ra ngoài rất nguy hiểm. William tăng tốc bên cánh phải trước khi căng bóng sát mặt đất vào rất khó chịu hướng đến Diego Costa. Thủ thành Fabianski phải mất 2 nhịp mới kiểm soát được bóng. Thủ thành Fabianski đang chơi chắc chắn, anh vừa bắt tốt quả treo bóng từ phạt góc của Chelsea. Nguy hiểm, Sigurdsson treo bóng đi cất ngang qua khung thành của Chelsea từ quả đá phạt bên cánh phải vào, bóng lập bập, Oscar đẩy ra thuận lợi cho Costa đặt lòng vào góc, cha tung lưới Swansea. Cơ hội không vào, Haza lao lên thần tốc bên cánh trái đối mặt với Fabianski nhưng dứt điểm không thể chiến thắng. Sút xa không vào, Kante tung cú đá quyết toán từ sát vòng 16m50, bóng đi lên khán đài. Sau màn mở tỷ số, Chelsea có hơi hướng thực dụng, họ nhường đất cho Swansea nhiều hơn và chờ những pha phản công. Cú thua Azpilicueta lên rất cao, bám sát biên ngang và dứt điểm khi góc rất hẹp nhưng vẫn khiến thủ thành Fabianski phải vất vả khám phá. Sút phạt không vào, William sút thẳng Chelsea hưởng quả đá phạt bên trái gần điểm phạt góc, bóng đi không trúng đích. Những phút vừa qua, Swansea bỗng hưng phấn dưới sự cổ vũ của khán giả nhà nhưng miếng đánh của họ quá đơn giản, chỉ là những quả tạt từ cánh, sút xa không vào. Ngôi sao của Swansea Sigurdsson tung cú đá từ cự ly chừng 25m rất căng, suýt đi vào khung thành Chelsea. Cơ hội không vào, Costa đệm bóng ra ngoài khi đứng rất gần khung thành của Swansea. Hiệp 1 kết thúc, Swansea 0-1 Chelsea không vào. William đi bóng từ cánh phải vào trung lộ và sút thẳng chân trái, bóng đi cắt ngang qua khung thành của Swansea, phạm lỗi. Costa lại bị phạm lỗi. Amad, người đã nhận một thẻ vàng trước đó, may mắn không bị trọng tài rất quyền thi đấu. Trận đấu đang diễn ra khá sôi nổi và thậm chí là quyết liệt. Penalty vào, Sigurdsson bị Costa phạm lỗi trong vòng cấm. Chính ngôi sao của Swansea là người thực hiện phạt đền và thành công vào. Cahi mắc sai lầm nghiêm trọng, Leroy Fer cướp được bóng nâng tỷ số lên 2-1 cho Swansea. Costa bị đốn ngã thủ thành Fabianski rời xa khung gỗ phá bóng trước mũi giày của Haaland, nhưng anh lại đối mặt với Costa pha va chạm bên ngoài vòng 16m50 khiến Costa ngã vật, nhưng trọng tài xác định không có lỗi của thủ thành người Ba Lan. Chelsea sau hai bàn thua liên tiếp đã không còn duy trì được sự chuẩn xác ở những tình huống lên bóng, trong khi Swansea càng chơi càng tự tin. Sút xa bóng lập bật ra từ quả phạt góc bên cánh trái, Oscar Bolle nhanh nhưng bị cản lại bởi một cầu thủ Swansea. Fabregas và Moses đã được đưa vào sân thay Matic và William. Chelsea cần có sự tươi mới trong những pha tấn công vào. Chelsea tấn công điên cuồng hưởng thành quả, Costa tung quả móc từ clip tung lưới Swansea sau cú đá không thành của Oscar cứu thua. Hazard đi bóng vào trung lộ trước khi tỉa ra bên phải cho Costa, sút rất căng khiến thủ thành Fabianski vất vả cản phá, phạm lỗi. Hazard mất bóng, cầu thủ vào sân từ hiệp 2, Barrow lao lên rất nhanh và chính Hazard lùi về phạm lỗi với Barrow. May mắn là anh chỉ bị rút thẻ vàng. Hết giờ, Swansea 2-2 Chelsea, David Luiz đã dự bị. Huấn luyện viên Francesco Guardiola, Swansea, tôi đã theo dõi Conte rất kỹ từ khi ông ấy còn làm việc ở Italia, những đội bóng do Conte dẫn dắt thường
rất khó bị đánh bại và Chelsea chắc chắn cũng thế. Huấn luyện viên Anthony Conte Chelsea Swansea là một đội bóng khó chịu với những cầu thủ tấn công rất tốc độ. Ngăn chặn họ không thể là việc của bất kỳ cá nhân nào, toàn đội phải tìm được sự kết dính và tính hệ thống. Với 21 bàn thắng, Chelsea là đội bóng Premier League khi được nhiều bàn nhất vào lưới. Swansea trận thắng 1-0 mùa trước cũng là lần duy nhất Swansea giữ sạch lưới trước Chelsea ở Premier League.